Rồi, chuyển chưa? Chuyển chưa? Mẹ lùi, mày chết nhanh. Quả lô đâu? Thế nào là quả lô? Rồi, à, có chuẩn bị té không? Đây là cái gì? Nào, đã hiểu rồi. Không, đúng rồi, bên chân cương quyền, tôi không phải sai. Đúng rồi. Đấy, lịch bộ là anh muốn thích chuyển, chuyển không chuyển kệ anh. Đấy, nhưng mà nhìn. Đúng rồi, bây giờ thì đúng. Đang đi, đúng rồi. Nhưng mà chết ơi, mẹ biết sao để mẹ cho tao đánh. Bắt đầu hồi mạng xương rồi. Không đánh anh lại không nhớ đòn, anh bảo thầy làm gì đánh được, với phép. Anh hơi chờ tôi đúng không? Khá lắm. Rồi, rồi, nhìn. Khi trở lại rút chân kia về. Đúng rồi chứ không rút. Đây, anh đang nhìn. À, khi ta lao chân này về. Còn khi anh này ta hướng lên chân, anh chỉ cần xoay lại xong. Rút. Đây, đây. Đúng rồi, nhưng mà anh phải kết hợp cả cái này. Cái này, đây, đây. Hàng này có này không? À, thì bây giờ là khi anh đang đứng trên này, người ta lao này. Anh nhìn này chưa? Vâng. Nhìn rõ chưa? Cứ bình tĩnh mà làm. Đấy, anh chuyển về. Đấy, anh thiếu chân to. Đấy, anh chuyển gì? Đấy, chân đúng rồi, đây đúng. Bây giờ tôi lao ở trên này, anh giúp như rồi đó. À, đúng rồi, đúng rồi, cân nước đấy. Nó đã hiểu cái này chưa? Đấy, lại chống đặt lên. Thế giờ tôi lao ở hướng kia của anh xoay ra xong rồi. À, cái gì đây, cái gì, gần đuổi đấy, đuổi đi. Rồi, rồi, đi như thằng đi bộ. Rồi, à, rút chân này. Vâng. Không đánh đi, người ta chỉ, người ta nói chứ. Ta đá chân này sao? Rồi. Đấy, nhưng mà chưa khéo, có hiểu không? Mày cái nó mượn ngay. Hay lắm. Hay lắm, à đây. Đứng chân này, là, nhìn nè. Vâng. Ở nhà. Nhớ chưa? Vâng. Rồi. 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 Chưa bỏ cái chết rồi, vâng. Đấy chừng đấy, bắt đầu vào. Đây em nằm ở tay này, người ta kể cả tay ta lên đây vẫn là sao. Vâng. À đúng rồi, đứng nằm này, ta lên đây. À vâng. Cái gì đấy, cái gì cũng hiểu. Đấy, bây giờ chính là cái chuyển thân. Chạm, đây, chạm chuyển chưa? Vâng. Mày giống chuyển thế, mày lại giống Việt Nam. Vâng. Với Hồng Kông, đây, Việt Nam, Hồng Kông. Vâng. Đó, này. Đấy, Việt Nam, mày vào đi. Xong, không Việt Nam, ở đây dạy này. Hai, con nào chuyển. Con đúng không, đúng không? Vâng. À thế à? Người ta dạy bên nào? Rồi, quá nhiên. Đây như nào? Rồi, bây giờ mình phá đây. Đây, bây giờ phá, tốt. Rồi. Chuyển chứ. Khó chịu quá mà. Thế đây là cái gì? À, đúng rồi. Thế đây là cái gì? À, đúng rồi. Đúng, cơ bản thức phá đấy. Đừng có thể ngại. Rồi. Kéo vào lên chân lên. À đúng rồi, bây giờ thì đúng rồi, không phải đâu. À. Anh đi chuyển rồi, có vào không, có vào không? Rồi, bước sang, đấy, bước rồi không? Đây, chắc chắn chị đang trên này đúng không? Đúng không? Mày bước trở lại đây, mày bước lại đây, như mày. Đã chỉ nhắc chứ không? Đúng không? Mày muốn để mày bước sang đây, mày bước lại lên. Đấy, còn ở bất kể chân nào mà bước sang đây. À, lên, rồi, bước lại xoay, lại lên, quá tốt, có cước sâu, sâu. Ôi trời ơi, không muốn đánh anh, anh biết anh nào đây à? Vâng. Cái này nó qua giai đoạn rồi, vâng. Nhá, đây này, không, qua rồi, lại không hiểu à, bất kể ta lao chân này, nhìn này, nếu như lao phải phải đứng sau được, vâng. Người ta lao phải, có cái này. Người ta lao ở trái có cái này không? Đây này, tất cả các hình chữ xỉ. Dấu chân. Nhìn thấy dấu chân chưa? Dấu sau chân này. Dấu sau chân này cái gì? Dấu sau chân này cái gì? Đúng lại em. À, tức là đây là cái gì? Đấy, thấy chưa? Anh nhìn chân cái gì? Anh nhìn hướng người ta lao hướng nào chứ? Đây cái gì? Đấy, còn được. Nhưng mà anh bắt đầu là phải đi quất ngang. Đấy, anh nhìn ở nhà. À, nhìn hướng nào, quất chưa? Quất đâu? Thấy rõ chưa? À, đây này, nếu ta lao bên này, đây này, quất đây này. Tập trung chân quá, quên. Quên tay gì? Vâng. Không,
không dễ, nếu không dễ thì ai cũng làm được, nhưng mà lại không theo thứ tự là cái chỗ này. À, bây giờ đúng rồi, hai xoay xoay mỗi cái gì mà này là ngày trước sau vâng. Thì bây giờ lao đã trên này ở trên này sao có rút đâu. Học rồi về nhà ông phải tự ôn bài đấy, đến đây mới luyện được, ở nhà không ôn bài đến đây luyện làm sao được, đến đây nhớ hình xong rồi về quên. Cứ mà đến mẹ 31 ta mày mới thành được võ. Đấy, bây giờ tao lao bên này để tao dính đây thì mày cái té bên chân cái sao sao đổi con thì chết, thế sau này không biết về thì chết đấy, đúng không? Cái gì gần ông cái gì đây? Ông học cái này mẹ rồi, tao lao sang hướng này thì cái gì đây? Ông giống chưa? Thế đấy là cái gì? Nên học cái này chứ tưởng đấy là về tư duy, suy tưởng. Có là hình gọi là sắc thì người ta cho được hưởng thụ rồi về phải ngồi nghĩ đúng hay sai, gọi là tưởng thấy trong cái bát nhã kinh. Rồi, rồi, bây giờ đây, đấy như này đây sao có bước không? Đấy mày đừng chơi có đúng đúng không? Còn bây giờ chúng mày di mẹ lên. Cái gì đây nhỉ? Anh đây. Thế đây khác gì đây? Thấy không chuyển có các chuyển ngang này không? Thế đây là cái gì? Mà nhìn đây là gốc của ta. Thế đây là gốc ở đâu? Đấy của ta. Thế đây tao lao đấy. Đấy cũng như này tao lao bên này thì mày lưu di. Cái gì đây? Thì chân này trên này đây. Đây tao lao đây thì sao? Cái gần sát quả đô là cái gì? Ở nhá. Mày đứng nguyên. Cái gì đây? Mày đứng nguyên. Không, đây này. Mày không hiểu à? Đây này. Cái gì đây? Mày học rồi. Thế đó là bám dính. Dạy rõ ràng bám dính. Bây giờ mày đi rượm đám đông mày thì không cao mày lạc à? Mày sang nước ngoài mày đã biết một người ví dụ người ta thông thạo ở đấy, ông chưa sang lần nào ông phải bám người ta thì cũng lạc mẹ luôn. Rồi gọc phố lắm ui rồi nghĩa vào chân thằng Hùng Thắng Nguyễn nhá. Vì anh sẽ tôn Hùng chứ gốc sâu ui mày đổ lao nhá, có chuyển không? Mày ăn đỏ đâu rồi chứ mày không có cái gì chặn. Đấy, chuyển ngay. Chuyển. Ui, bồi bó chân này. Ây, mẹ, cái vào sắc này, chết sợ cái này. Vỡ chưa? Ông ngồi muốn chén nước. Thế nào là hết hồn rồi à? Hết hồn. Bây giờ vàng nó bị dối. Không, nhưng mà nó tập khó hơn, khó hơn. Quá khó. Muốn chén nước. Tốt quá.